Tử vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, bước sang tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023, là hung, hay cắt, giàu hay nghèo. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Vâng, quý tín chủ thân mến, nhiều người thường tự hỏi mình rằng, làm việc chăm chỉ, cố gắng, như vậy mà nghèo vẫn hoàn nghèo, cơm lo từng bữa và than trách ông trời bất công, điều này có thể là do bạn chưa được may mắn, thần tài chưa để ý tới. Tuy nhiên, đừng vì thế mà nản lòng từ bỏ ý chí phấn đấu của mình, vì có thể quả ngọt sẽ đến với bạn từ thời điểm trung vận trở đi, tuổi càng về sau sẽ càng giàu có, sung túc đủ đầy. Dựa vào sự dịch chuyển của các chòm sao, sự tương quan giữa can chi, ngũ hành của cung mệnh, các nhà tiên tri, nhà tử vi học uy tín phương Đông đã đưa ra luận giải dưới đây cho tín chủ tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, vào thời điểm tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tiến chủ tuổi Quý Sửu là người hữu duyên, nghe được mệnh trời, biết được thiên cơ, chớp được thời vận trong đời, sẽ tránh được những tai ương không đáng có mà hướng tới sự an nhiên, hưng vượng, giàu sang, phú quý. Ngay sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023, mời quý tín chủ và những người hữu duyên cùng theo dõi. Tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 cho thấy Người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 là tuổi con trâu, thuộc mệnh Mộc Tang Đố Mộc gỗ cây dâu tằm. Bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, tuổi Quý Sửu gặp xung khắc với tiết khí thì sẽ làm cho người này không giỏi trong việc tính toán, chi tiêu lại có thói ham mê mua sắm hưởng thụ quên mất ngày mai. Người tuổi Quý Sửu rất hợp với giờ chẵn, ngày chẵn, tháng lẻ. Bản mệnh tuổi quý sửu, nên lựa chọn ngày giờ nói trên, để xuất hành đi xa, hay thực hiện các công việc lớn, quan trọng, thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, mang lại nhiều kết quả như ý, đại cắt, đại lợi. Tổng quan tử vi tuổi quý sửu, sinh năm 1973. Người tuổi quý sửu, từ thuở nhỏ đã gặp nhiều khó khăn, gian khổ, vì vậy, họ sớm ý thức được ước mơ hoài bão của mình, trưởng thành và đi lên từ hai bàn tay trắng, họ đạt được nhiều thành công và xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc, ổn định, trong cuộc đời. Tuổi quý sửu có nhiều bạn bè, chi kỳ tốt mỗi khi hoạn nạn đều có quý nhân phù trợ, giúp đỡ, vượt qua khó khăn, nếu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khó khăn sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Gia đình hòa thuận êm ấm, có nhiều truyền thống tốt đẹp từ thời ông cha để lại, ngay từ thuở nhỏ, bản mệnh tuổi quý sửu đã ham học hỏi, thông minh, tài trí hơn người, ngoan ngoãn được mọi người xung quanh yêu quý. Với lòng quyết tâm kiên trì vượt qua khó khăn, họ sớm xây dựng được sự nghiệp vững chắc ổn định và có cuộc sống sung sướng đầy đủ người tuổi quý sửu không trầm tĩnh như người tuổi tân sửu không mạnh mẽ như người tuổi ất sửu nhưng vẻ ngoài của người tuổi quý sửu toát lên khí chất nho nhã thanh cao và luôn gây được thiện cảm với người xung quanh người tuổi quý sửu vốn không sôi nổi nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác họ có trí tiến thủ nhưng không quá tham vọng với quyền lực như người tuổi sửu mệnh hỏa trong công việc họ cẩn trọng biết tiếp thu ý kiến của người khác có tinh thần cầu thị có thể nói con người họ giống như tính chất của hành mộc luôn vươn lên tươi xanh và cân bằng tràn hòa sức sống Người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 mệnh Mộc có tinh thần hợp tác và biết cách tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cũng có không ít người tuổi Sửu mệnh Mộc khá thông minh, nhanh nhẹn. Họ biết tận dụng mọi cơ hội khi có thể để biến lý tưởng của mình trở thành hiện thực. Cuộc đời của người tuổi Quý Sửu mệnh Mộc tuy có gặp khó khăn, nhưng họ đều biết cách vượt qua để tạo lập sự nghiệp cho bản thân. Tính tình lanh lợi, hoạt bát, có chính kiến riêng cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Quý Sửu không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách người tuổi Quý Sửu có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Quý Sửu. Họ quan niệm cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Vận mệnh Quý Sửu khá tốt được quý nhân đi theo phù trợ. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình. Đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Người tuổi Quý Sửu, bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, có thể tận hưởng niềm vui khi ở bên con cháu, mặc dù vậy vẫn cần chú ý mặt sức khỏe. Từ vi tháng 1 năm 2023 âm lịch cho thấy, người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, không gặp phải quá nhiều biến động nhưng cũng không đạt được sự phát triển nào đáng kể trên các phương diện sự nghiệp và tài lộc về sự nghiệp dưới tác động của nguyện lệnh lâm suy dẫn đến người này có vẻ không thực sự tập trung vào công việc của mình tỏ ra an phận không muốn cố gắng quá nhiều để đạt được thành tích cao hơn theo tử vi tháng một âm lịch cho tuổi quý sửu ở phương diện tài lộc trong tháng cũng không được tốt lắm bạn cần phải tìm một con đường mới để phát triển việc làm ăn đầu tư chỉ có vậy cũng có thể cải thiện được tài chính cho bản thân trong thời gian tới Tử vi cho thấy tuổi quý sửu, sinh năm 1973, đầu năm mới nằm trong tốp con giáp không được may mắn cho lắm, với sự bất lợi về ngũ hành, người tuổi quý sửu, nên ăn chơi, an nhàn, thay vì xúc tiến việc gì quá vội vàng. Đầu tháng có chính quan lâm suy, con đường thăng tiến không được thuận, cuối tháng gặp kiếp tài lâm hãm địa, vận cạnh tranh mạnh mẽ, may mà cục diện ám hợp với nguyệt lệnh dần, nên vận trình có phần đỡ hơn những con giáp tuổi sửu khác. Về mặt phong thủy cho tuổi quý sửu. Hướng may mắn nhất trong tháng này sẽ là hướng Bắc, Đông Bắc và hướng Đông. Hướng xấu nằm ở vị trí trung tâm căn nhà, bạn cần giữ cho vị trí giữa nhà yên tĩnh, sạch sẽ. Hướng mang lại sự giàu có và may mắn là hướng Bắc. Còn hướng Đông sẽ đem lại sự hạnh phúc trong tình yêu. Hướng xấu sẽ nằm ở hướng Đông Nam, hướng Tây Nam và hướng Tây. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp. Tử vi tuổi quý sửu, sinh năm 1973, đầu tháng sự nghiệp gặp bất lợi, chính quan trong bát tự thập thần là chính khắc kìm chế, có thể thấy người tuổi quý sửu, sinh năm 1973, làm việc khá là quy tắc và cẩn thận. Vận ngũ hành lâm hãm địa, nên hành vi thận trọng này, lại mang tính tiêu cực, bạn dường như đang bị quá bó buộc vào lý thuyết, và quy định trong công ty, vận trình công việc của tuổi quý sửu đang ngày một khô khan, đơn điệu. Vào khoảng thời gian cuối tháng, sự nghiệp lâm hãm địa, người này có kiếp tài lâm cục, mệnh chủ về tinh thần và sức sống dồi dào, tuy nhiên tinh khí quá nhiều, khiến người tuổi quý sửu hành xử thiên về cảm xúc nhiều hơn lý trí, sự ương bướng trong công việc, khiến bạn không được vừa lòng mọi người quanh mình, từ đó vận quý nhân không được như ý muốn, làm gì cũng không thuận. Những người có căn nhà quay mặt về hướng đông sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, nhất bạch tham lang, ngự hướng đông kết hợp với ngôi sao sáng tạo tứ lục mang lại nhiều ý tưởng và cảm hứng làm việc. Về mặt tài vận, đầu tháng âm lịch năm 2023 cho thấy mặt tài vận gặp chính quan lâm, nhược điểm nó khiến người tuổi quý sửu, sinh năm 1973 trở nên nhát gan, sợ trách nhiệm, một phần cũng vì trí tuệ của bạn bị ngũ hành hạn chế, bản thân do không chắc chắn nên không dám đứng lên gánh vác công việc được giao. Cục diện này là một đòn chí mạng vào vận tài chính của bạn trong tháng này. Tử vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, cho thấy tháng 1 âm lịch này, vận tiền bạc lại gặp kiếp tài trong bát tử dụng thần, người có kiếp tài gặp xung khắc với tiết khí thì người này sẽ không giỏi trong việc tính toán, chi tiêu lại có thói ham mê mua sắm, hưởng thụ quên mất ngày mai. Trong tháng cũng có điểm báo dễ gặp tiểu nhân chơi xấu, lừa tiền đầu tư, tiêu tiền đều gặp thiệt hại, cần phải hết sức chú ý. Về mặt phong thủy, với những người đang sống ở căn nhà quay mặt hướng nam, hoặc phòng ngủ ở hướng này, thì cần tránh đi chơi khuya, hay đến những nơi xa lạ, nơi có nhiều âm khí, ngôi sao thất xích phá quân, ngự tại đây, cũng mang tới sự phản bội trong công việc và tài chính, bạn hãy giữ cho khu vực hướng nam của căn nhà thật yên tĩnh và sạch sẽ nhé. Về mặt tình cảm Bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão, người tuổi quý sửu, sinh năm 1973, có điểm báo tình cảm nhiều trắc trở bạn chịu chi phối từ chính quan khiến tính tình gian xảo hay giở trò thông minh vặt tính xấu này khiến quan hệ xã giao của bản mệnh gặp rắc rối nghiêm trọng người có gia đình có nguy cơ xuất hiện người thứ ba chen chân phá hoại hạnh phúc mà mình đang có về cuối tháng thì tình cảm còn có mâu thuẫn với cha bởi kiếp tài vốn đại diện cho người thân là nam giới trong nhà có thể bạn sẽ nổ ra tranh cãi với cha hoặc anh trai anh rể hoặc anh họ về vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế chi tiêu trong gia đình họ hàng chủ yếu là do gánh nặng kinh tế lớn, lại không được người thân chia sẻ, nên mâu thuẫn là khó tránh khỏi. Về mặt sức khỏe Tuổi quý sửu bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão, cũng cần chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Tháng một âm lịch rơi chủ yếu vào tiết lập xuân và vũ thủy, thời gian này, sức khỏe của bạn cần dựa theo đầu xuân mới mà điều tiết trong đầu xuân mới thì dương khí trong gan tạng sẽ tăng cao nó khiến khí huyết lưu thông không đủ gây ra gánh nặng cho gan tạng vậy nên người này cần lưu ý về mặt ăn uống hàng ngày cần dựa theo đặc điểm dương khí tăng cao mà điều tiết tuân theo bạn cần ăn đủ thanh đạm bởi ăn thanh đạm sẽ có lợi cho việc trao đổi chất trong cơ thể tốt cho dạ dày đại tràng từ đó khiến can khí được ổn định mang tới sức khỏe vững bền bên cạnh đó dù là trong hay sau kỳ nghỉ tết bạn cũng nhớ là hãy giữ lối sống lành mạnh ăn uống đúng giờ thường xuyên luyện tập thể dục thể thao chớ nên thức quá khuya hoặc ăn uống quá nhiều chất béo chất kích thích về phong thủy những người có phòng ngủ hay nhà ở quay mặt về hướng đông nam thì cần phải thận trọng về sức khỏe vì ngôi sao bệnh tật đã hạ cánh ở đây khi nó kết hợp với ngôi sao ngũ hoàng của năm gây ra sự tương xung bất lợi các bạn cũng không nên đi du lịch hay là làm những việc gì quan trọng vào thời điểm này Quý vị thân mến, trên đây là tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Hy vọng quý độc giả sẽ rút ra cho mình được những thông tin hữu ích từ tử vi tháng đầu tiên trong năm mới của mình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới, năm mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại